Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Manny đã quay trở lại và để tiếp tục thì mình sẽ làm một series mà các bạn rất thường xuyên hỏi, đó là sử dụng phần mềm Ableton. Thì mình quyết định làm một cái series khoảng không biết là bao nhiêu, tùy theo cái sự đóng góp hoặc là các câu hỏi, các ý kiến thắc mắc trong comment của các bạn. Thì trong cái video đầu tiên này mình sẽ nói về phần mềm Ableton và là tổng quan về phần mềm Ableton. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói Ableton là dùng để làm gì. Ableton đó là một DAW, hay gọi một cách khác thì nó là một cái Digital Audio Workstation. Nếu các bạn làm hình thì các bạn sẽ có Photoshop hoặc các phần mềm tương tự. Nếu các bạn làm phim thì các bạn sẽ có Final Cut hay là Premiere. Thì Ableton đó là một phần mềm chuyên dùng để làm nhạc. Và song song đó thì chúng ta còn rất là nhiều phần mềm khác. Nhưng mình sử dụng Ableton bởi vì mục đích thứ nhất là nó rất là nhanh và tiện dụng, nhất là trong việc sản xuất âm nhạc, cắt ghép audio, mashup hay tất cả những công việc mà nói về sản xuất âm nhạc trừ thu âm ra thì Ableton có thể gọi là số 1. Đây là giao diện của phần mềm Ableton. Khi các bạn bắt đầu cài phần mềm thì đây là những gì mà các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy Ableton thì nó có một giao diện hết sức là đặc biệt. Nó gồm hai cái view, hai hoặc là hai cái góc nhìn hoặc là hai cái gì đó tùy các bạn gọi. Thì cái giao diện thứ nhất gọi là giao diện Clip View. Thì như các bạn thấy trên màn hình, chúng ta sẽ có những cái cột dọc và đi từ trên xuống dưới. Và khi chúng ta bấm Tab thì chúng ta sẽ qua một cái giao diện khác, đây là gọi là giao diện Arrangement View. Thì hai giao diện này nó có hai mục đích và hai chức năng khác nhau. Giao diện Arrangement View sẽ giúp các bạn sắp xếp về cấu trúc cũng như là làm công việc hòa âm phối khí. Còn giao diện Section View hay còn gọi là Clip View thì nó sẽ giúp cho các bạn lên ý tưởng hoặc là chơi những cái màn biểu diễn live performance rất là hiệu quả, mà đặc biệt chỉ có phần mềm Ableton có, còn những phần mềm khác mình chưa thấy phần mềm nào có những cái tính năng độc nhất vô nhị này giống như Ableton. Thì để bắt đầu thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào setup. Nếu các bạn lần đầu tiên cài Ableton thì các bạn nên lưu ý, các bạn nên vào phần setup trên Mac, các bạn vào Live Reference, hoặc trên Windows thì các bạn vào Option Reference. Thì khi bật giao diện Reference thì mình sẽ tìm đến một audio. Đây là nơi để các bạn xác định là cái sao kẹt nào các bạn đang sử dụng. Ví dụ như mình đang sử dụng Miro từ MacBook và cái loa cũng là của MacBook luôn. Nên hiện tại đây là cái setup default. Nếu bạn sử dụng sao kẹt khác thì các bạn có thể chỉnh sang giao diện khác. Và đây là những cái setup nâng cao. Nếu bạn nào biết rồi thì tốt, nếu bạn nào chưa biết thì mình cũng xin phép bỏ qua bởi vì đây cũng khá là mất thời gian để giải thích. Rồi, tắt nó đi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Section View. Đối với Section View, các bạn sẽ có những cái cột dọc như thế này và nó sẽ chia ra thành Track Audio hoặc là Track MIDI. Track Audio thì chúng ta sẽ xử lý những tín hiệu về âm thanh. Còn Track MIDI thì nó cho phép chúng ta nhập vào dữ liệu về MIDI. Mình sẽ đưa một ví dụ cho các bạn thấy. Khi các bạn bấm chuột phải, chúng ta Insert MIDI Clip. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái piano roll theo chiều dọc như thế này, thu lớn phóng nhỏ gì đó. Sau đó thì các bạn có thể chấm nốt bằng cách các bạn nhấp đúp vào trong bất kỳ cái chỗ nào. Thì khi các bạn thấy là theo cái chiều ngang thì nó thể hiện theo cái trường độ, nghĩa là cái độ dài của cái nốt đó nó ngân bao lâu. Rồi cái đây là cao độ, các bạn kéo lên kéo xuống thì nó sẽ di chuyển tín hiệu cao độ. Đây là la thăng 3 chẳng hạn. Rồi kéo xuống đây nó là pha 3. Thì ở đây file MIDI khi các bạn bấm play thì chúng ta bấm trên đây nhưng mà nó sẽ không phát ra tín hiệu, nhưng mà nó sẽ có một cái đèn ở đây màu cam thì nó sẽ nhảy lên nhảy xuống báo hiệu là nó đang có tín hiệu MIDI. Và điều các bạn cần làm đó là các bạn phải vào cái phần sound, các bạn chọn một cái tiếng phù hợp, ví dụ như là tiếng bass, các bạn kéo và thả vào trong track MIDI này thì bây giờ nó bắt đầu phát ra tín hiệu. Rồi, đó là cách để các bạn có thể insert một cái MIDI clip, vẽ nốt cơ bản và chúng ta bỏ một cái nhạc cụ bất kỳ vào trong phần mềm Ableton để nó phát ra tiếng. Thì mỗi cái như thế này mình gọi nó là một cái MIDI clip. Rồi chúng ta có thể insert rất là nhiều MIDI clip khác nhau. Các bạn insert thậm chí là không giới hạn, các bạn thấy ở đây, nhưng mà nếu mà mình cứ duplicate nó ra liên tục như thế này thì nó sẽ dài vô tận. Bạn muốn có bao nhiêu cái cũng được, không giới hạn. Đó là khi các bạn làm việc với MIDI. Còn nếu các bạn làm việc với audio thì khi các bạn nhấp đúp thì nó sẽ không có gì hết. Nếu các bạn muốn có audio thì các bạn
chọn cái track đó, và các bạn phải chắc chắn là cái đây là cái nút để cho máy hiểu là chúng ta đang muốn chọn track nào để chúng ta thu âm. Thì các bạn nhấp vào và các bạn bấm vào cái nút tròn ở đây. Khi các bạn không bấm vào đây thì nó hình vuông, khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hiện lên nút tròn, nghĩa là nó cho phép các bạn thu âm. Thì các bạn bấm vào. Ta 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 ta. Đó, thì tất cả những cái gì nó phát ra xung quanh mà nó được pick up bởi cái micro trên cái laptop này, nó sẽ được thu lại thành cái sóng âm như thế này. Thì ở đây chúng ta nó gọi nó là audio clip, và đây là audio clip view. Nó thể hiện cho chúng ta thấy toàn bộ những cái âm thanh mà chúng ta vừa lưu ở trong đây. Các bạn có thể vào trong sample, nếu các bạn có sample hoặc là một cái bài hát nào đó các bạn download về, các bạn muốn bỏ vào thì ví dụ như mình vào trong đây, cái sound này mình nắm mình kéo sang bên đây thì nó sẽ load vào trong cái phần mềm của mình. Đó, đó là cách để các bạn load sound. Các bạn có thể load từ folder hay là từ folder nào, bất cứ folder nào trong máy, chỉ cần kéo thả vào là xong. Đối với MIDI thì các bạn có thể thu hoặc các bạn có thể nhấp đúp, và sau đó các bạn như mình là các bạn chấm nốt, bấm phím B, rồi sau đó các bạn cứ chấm 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 nốt như thế này thôi. Thì đó là để các bạn nhập cái dữ liệu, có thể là cái idea về một cái melody hay là một cái hòa âm gì đó các bạn thích, thì các bạn chỉ cần nhập vào thôi. Sau đó thì làm sao nữa, thì chúng ta bấm play. Thì tất cả mọi thứ mà nó có cái mũi tên màu xanh này nó sẽ play. Còn nếu các bạn muốn dừng thì bạn nhìn vô trong cái giao diện các bạn, ở chỗ nào có hình tam giác là có nghĩa là play, còn chỗ nào có hình vuông có nghĩa là nó dừng trên cái track đó. Hiện tại ở đây nó không có cái hình vuông hết, nó chỉ có hình tròn và hiển thị track đang play thôi. Thì các bạn bấm vào trong cái nút màu đỏ này để mình ngắt đi cái tín hiệu thu âm, để cho cái track nó hiểu rằng là chúng ta không muốn thu âm nữa và chúng ta muốn dừng. Thì chúng ta bấm ô vuông thì tất cả mọi thứ đều dừng, và khi các bạn bấm play thì không có chuyện gì xảy ra hết, bởi vì không có clip nào được kích hoạt. Rồi sau đó khi chúng ta muốn arrange thì chúng ta sẽ copy cái này, bấm chuột phải, chúng ta chọn copy, tab sang giao diện bên đây, và chúng ta paste, có nghĩa là bấm chuột phải chọn paste thì nó sẽ ra cái clip hồi nãy mà chúng ta vừa thu âm track MIDI đó. Tương tự đối với trong audio cũng vậy, bấm chuột phải copy sang bên đây, bấm chuột phải chọn paste là nó sẽ ra cái audio đó. Và hiện tại thì nó bị tối màu là bởi vì chúng ta đang kích hoạt cái giao diện section view. Nếu các bạn muốn kích hoạt giao diện của arrangement view thì các bạn sẽ bấm vào cái nút màu cam ở góc trên đây thì nó sẽ kích hoạt, thì chúng ta sẽ deactive ở bên đây. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái phần collection và category. Category đó là nơi các bạn lưu trữ tất cả các sound. Đây là những cái sound preset có sẵn của Ableton. Và đây là tất cả những cái tiếng liên quan về drum. Đây là những cái nhạc cụ điện tử mà Ableton có sẵn. Đây là những cái audio effect có sẵn trong Ableton. Đây là MIDI effect. Mark4Line, đây là một phần mềm nâng cao của Ableton, mình sẽ nói trong một topic khác. Đây là plugin, có nghĩa là những cái VST hay là nhạc cụ ảo mà các bạn mua từ một cái nhà sản xuất khác, các bạn cài vào máy thì nó sẽ thể hiện, nó nằm trên đây. Đây là clip, thì đây là những cái clip tạo sẵn, hiện tại mình không có clip nào hết. Và đây là tất cả những cái sample nằm trong máy của các bạn. Và các bạn còn có một cái mục ở phía dưới này. Ở đây mình add một cái folder tên là weapon. Đây là những cái sample mà mình down ở những cái nhà sản xuất khác về và mình bắt đầu mình sử dụng nó, thì mình add vào đây để cho nó tiện. Các bạn có thể bấm add folder và các bạn chọn đường dẫn tới cái folder, rồi chúng ta bấm open thì nó sẽ add một cái folder nằm ở đây. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có bên đây là track reverb và delay. Đây là những cái track send return và track master. Nếu các bạn cảm thấy bốn track này là không đủ thì các bạn có thể bấm chuột phải và các bạn có thể insert audio track, hoặc là insert MIDI track, hoặc là các bạn insert return track. Rồi qua giao diện bên đây thì cũng vậy thôi, nếu các bạn muốn add thêm track thì các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn insert bất cứ track nào các bạn muốn thôi. Tiếp theo nữa, khi các bạn muốn add một cái plugin, ví dụ như mình muốn add một cái plugin effect vào một track nào đó, thì các bạn có thể nắm kéo và thả vào track đó như thế này, hoặc
các bạn nhấp đúp và chắc đó thì nó sẽ hiện ra một cái box nằm ở dưới Drop an instrument or sampler. Thì các bạn có thể bấm nhấp đúp thì nó sẽ nhảy xuống phía dưới ha, rất là đơn giản. Và nếu mà các bạn muốn bỏ sound thì các bạn bấm vào sound và các bạn nhấp đúp thì cái nó sẽ nhảy cái sound vào trong cái track MIDI này. Và các bạn không thể bỏ sound vào trong một track audio, các bạn chỉ có thể bỏ audio effect thôi. Và tương tự MIDI effect thì các bạn có thể bỏ instrument và MIDI effect và audio effect, và các bạn không thể bỏ audio vào trong track MIDI được. Rồi, đó là cơ bản giao diện của Ableton. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu Ableton nó là cái gì và những cái thao tác cơ bản để chúng ta setup Ableton. Nếu các bạn cảm thấy muốn học hỏi nhiều hơn hoặc là những câu hỏi khác liên quan về phần mềm Ableton hoặc là về sản xuất âm nhạc, các bạn có thể comment phía dưới, like và share video này để giúp nhiều người xem hơn biết về cái kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.